Đây, giới thiệu các bạn là tới đây tôi sẽ có một cái lớp như này. Tức là hiện nay có một cái thực tế là như này. Các doanh nghiệp thì đi tuyển dụng thợ, đúng không? Đó, tóm lại là tuyển dụng cái người lao động làm được việc. Còn chúng ta học ở đây xong thì chúng ta gọi là học viên mới tốt nghiệp, đúng không? Chúng ta là những người từ học từ không biết này, từ chưa biết này. Chưa biết này. Đến cái chỗ là gọi là học viên này. Tốt nghiệp này. Cái chỗ này thì chúng ta mới có kiến thức, đúng không? Có kiến thức nhưng mà chúng ta còn thiếu kinh nghiệm. Thiếu kinh nghiệm. Tất nhiên là chúng ta học ở đây, tôi cho các bạn dò mạch rồi thì phân tích cho các bạn tất cả những cái ban bệnh thì chúng ta đã có kiến thức tốt rồi. Nhưng mà kinh nghiệm thì chưa có và trau dồi thì nó còn hạn chế bởi vì là tôi không thể kéo dài thời gian cho các bạn học ở đây mãi được, đúng không? Thế thì doanh nghiệp hay là người, nói tóm lại là người sử dụng lao động thì lại đi tuyển dụng, còn chúng ta thì đi làm sao, học xong thì đi làm sao, đi xin việc. Hai ông này là cứ loanh quanh đi tìm nhau mà không gặp nhau được. Ông này thì đi xin việc, nhưng ông này thì lại đi tuyển dụng, lại nhắm vào cái ông này thợ đã có kinh nghiệm hay ít nhất là đã trải qua kinh nghiệm được vài tháng hay là một vài năm, và hai ông này cứ loanh quanh là cứ đi đuổi nhau thôi. Ông này thì đuổi ông này và ông này thì đuổi ông kia. Chúng ta từ học viên chưa biết đi học nghề xong thành ông này và đi xin việc, ông này đi tuyển dụng đuổi ông này. Có phải thực tế như này không? Thực tế đang diễn ra như thế này. Và có một cái thực tế là rất nhiều anh là muốn thành thợ ngay, thì từ cái chỗ biết này xin học, xin đến thợ học cho nó nhanh, đúng không? Thấy thợ người ta đang làm việc mà, đến thôi em, đến em làm cho ngay. Thì có một cái thực tế là, có một cái thực tế là gì, đến ngồi cả năm mà chả biết gì, đến ngồi cả năm mà chả biết gì, chỉ bị người ta sai vặt thôi, mất mất rất nhiều tiền nhưng mà không hiểu gì, đúng không? Nhiều anh là mất rất nhiều tiền nhưng không hiểu gì bởi vì đến xem người ta làm nhưng mình không hiểu gì, và cuối cùng là mất tiền ăn ở, tiền đóng học phí nhưng mà không hiểu gì vì nhìn người ta làm mà mình trong đầu mình không hiểu thì có tác dụng gì không? Không có tác dụng gì cả. Cho nên là cái này là rất nhiều anh bị mất tiền oan này. Còn tôi thì tôi đào tạo cho các bạn từ đây sang đây rất là công phu này. Nên tôi mới nghĩ rằng tại sao tôi không đào tạo nốt cái đoạn này đúng không? Và tới đây tôi sẽ có một cái lớp như này. Tôi sẽ chuyển các bạn từ đây này sang đây này. Nhá. Đấy, hiện nay tôi đang đi tìm mặt bằng. Tôi đang đi tìm mặt bằng và nếu tìm được mặt bằng thì tôi chơi dung giả. Hả? Hình dung ra cái sơ đồ này không? Tức là từ chưa biết đi học thành học viên tốt nghiệp và đi xin việc, nhưng cái ông tuyển dụng lao động này là ông ấy cứ lắc đầu, ông ấy bảo là tôi đang cần tuyển cái ông này cơ. Đây gì, cái đoạn này gì, đang 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 thiết kế đây, phải phải qua đây. Cho nên là cái anh mà thợ có kinh nghiệm người ta đang mở cửa hàng ấy thì cái người ta đang mở cửa hàng ấy thì có bao giờ người ta đi đi xin việc đâu, người ta làm cho người ta chả bao giờ người ta đi làm thuê đấy. Cho nên là cái ông này tuyển ông này không bao giờ tuyển được vì ông đã có nghề rồi, ông cần gì đi làm thuê đấy. Và chúng ta chưa biết nghề và chúng ta từ con số 0 và chúng ta thấy người ta kiếm tiền ngon và chúng ta cứ đến xin học và kết quả là không được cái gì. Nhưng mà tôi đã đào tạo các bạn đến chỗ này rồi, bây giờ các bạn có kiến thức rồi, đúng không? Có kỹ năng dò mạch rồi, tôi sẽ làm thêm cho các bạn một lớp này để các bạn thành thợ luôn. Tôi đang tính là điều hòa thì mất 1 tháng rưỡi đấy, tủ lạnh mất nửa tháng,
cũng tương tương cái lớp này, máy giặt mất khoảng một tháng. Và cái lớp này là thực hành 100% trên máy sống, bởi vì kiến thức có rồi, bây giờ chỉ còn thực hành thôi. Nhưng mà dưới sự hướng dẫn của tôi phải đánh pan cho các bạn ngồi sửa. Các bạn ngồi sửa, các bạn phải phân tích, các bạn phải mở sách ra, các bạn phải phân tích để các bạn tìm ra cái nguyên nhân hỏng. Và sau mỗi một ban bệnh thì tôi lại phân tích lại cho các bạn cái phương pháp để tìm bệnh, đúng không? Tại sao chúng ta lại đi đến được cái con này hỏng? Nó phải có, phải trả lời cái câu là tại sao lại đi đến được, đúng không? Trong một cái bo mạch chúng ta đếm thì nó có bao nhiêu linh kiện? Có khoảng 1.000 con linh kiện, đúng không? Có khoảng 1.000 con linh kiện. Nhưng tại sao chúng ta lại đi đến được cái con này mà không phải là cái con khác, đúng không? Thì chúng ta phải có kiến thức mới đi đến được. Thế còn cái anh này, anh dạy theo cái kiểu này này, là anh ấy bảo thế này này: hiện tượng A là chết con B, thế là học sướng, đúng không? Hiện tượng A chết con B, về ngày mai gặp hiện tượng A thay con B, thế là chạy là sướng. Ngày kia nó thay mô đen khác, thay con B nó không được, lại vác tiền đi học, suốt đời đi học. Thế hiểu không? Tôi dạy theo cái cách khác. Cách của tôi là gì? Hiện tượng A phải xác định được nguyên nhân khối gì hỏng để nó sinh ra cái hiện tượng A này. Hỏng khối gì, chia bệnh, có phải không? Các bạn đang học, tôi đang dạy theo cái kiểu vậy không? Trong một khối, ví dụ như vừa rồi các bạn học cái khối công suất của tủ ấy, một cái khối hỏng là lốc không chạy, tôi chia thành mấy bệnh vừa rồi? Chia thành mấy bệnh? Chia thành 6 bệnh. Mỗi, nếu như để cả cái khối này thì nó có 24 linh kiện. Và bây giờ tôi chia thành 6 bệnh, mỗi bệnh nó còn có 4 linh kiện thôi. Để sửa cái bệnh hiện tượng này này. Và trong 4 cái linh kiện này thì chúng ta tìm ra cái con B. Tức là chúng ta phải có quy trình. Đầu tiên hiện tượng chỉ ra cái nguyên nhân, gọi là nguyên nhân to đấy. Nguyên nhân to đấy là khối gì hỏng. Từ nguyên nhân to này tôi phải chia nhỏ ra thành nhiều bệnh nữa. Và tôi gặp cái bệnh số 1, bệnh số 2. Và trong cái bệnh số 2 này nó có nguyên nhân nhỏ hơn. Bệnh 2 nó có nguyên nhân A, nguyên nhân B, nguyên nhân C, nguyên nhân D. Đây, chúng ta phải đi thế này này, theo quy trình này. Từ hiện tượng này qua cái này đến biết gì khối gì hỏng, chia bệnh ra. Đây nó là bệnh này và nguyên nhân nó là đây, và dần dần chúng ta mới đi tìm cái này. Nó phải có quy trình như thế chứ. Các hiểu ý không? Còn cái ông ở cửa hàng ấy, ông bảo là hiện tượng này này, thay cho anh con B. Thay về ngồi nghĩ một tuần không hiểu tại sao lại thay con B. Ngày mai đúng cái model đấy mình thay con B nó chạy, ngày kia nó thay model cái. Lại đi học à? Lại vác tiền đi học à? Suốt đời đi học. Tức là ông ấy chỉ cho mình là hiện tượng này thay con này mà ông không giải thích. Còn tôi giải thích cho các bạn một chuỗi này. Cho nên là tôi trang bị cho các bạn kiến thức nó rất là tuyệt vời rồi. Và tới đây tôi sẽ mở thêm cái lớp này, thực hành 100%, tôi sẽ hướng dẫn. Và đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thực hành 100%. Và sau này tôi sẽ làm một cái phòng. Tôi sẽ làm cái phòng. Tôi đang set up một cái mặt bằng, mỗi ông một ô, một cái bàn, giống như trung tâm bảo hành ấy. Một cái bàn, trong cái bàn này nó có đầy đủ thiết bị để test. Một khu vực sửa điều hòa, một trên này có đầy đủ lốc để test, giống như trung tâm bảo hành ấy nha. Tốt nghiệp xong tôi cấp cho một cái chứng nhận là cam kết ông này đã thành cái này rồi, và tôi sẽ kết nối với ông này. Đây thì ông không phải đi tìm nữa, tôi sẽ cung cấp cho ông. À, nói thêm về cái điều kiện, không phải ai cũng học được cái lớp này đâu. Ông này muốn học lớp này phải sau 6 tháng, không phải là muốn học là học ngay được.
Một điều kiện để học lớp này là đã học cơ hoặc là đã làm cơ ở nhà, đã biết cơ không thì đã học. Hai, đã học mạch mô lô. Ba, đã học, nếu mà điều hòa thì đã học mạch điều hòa in, điều hòa in. Và thứ tư là hoàn thành cái bài test, chứ không phải là cứ vác sách đến trường là xong rồi hết thời gian là tính tiền đâu. Phải hoàn thành cái bài test. Kiến thức của tôi dạy là nó rất giá trị, nó phải vào đầu các bạn, chứ không phải là ghi xong là về trình với bố mẹ con đã học xong rồi, bố lột cho con mấy chục triệu đây, không phải thế đâu. Và phải cái này, hoàn thành cái bài test. Tôi phải kiểm tra lại kiến thức của các bạn xem là kiến thức tôi dạy nó có vào đầu các bạn không, hay là nó trả lại cho ai. Sau khi hoàn thành bốn cái này thì được nhận vào cái lớp này. Lớp này tôi cho thực hành 5 con máy, 5 dòng máy. Sau dòng máy thứ nhất mà không theo được thì cho quay lại học, cho quay lại học lớp này, quay lại học lớp này, cho học lại miễn phí lớp này. Đúng. Yeah. Anh nào mà tốt nghiệp được lớp này tôi đảm bảo không cần phải đi xin việc, nó xin mình, thằng này nó xin mình, chứ không phải mình không phải đi xin nó. Mình phải học để làm sao đó nó phải đi xin mình. Tại sao mình phải đi xin nó? Dần dần bỏ cái này đi, mà nó phải là xin mình, xin người. Mình phải là làm trong cái này này, mình phải làm trong cái chỗ này này, chứ đừng đi xin việc. Đây nội dung là như này, nội dung là như này. Đây là cái lớp điều hòa nhá, nội dung tôi đã đăng lên rồi đấy, đăng lên ở trang tuyển sinh học nghề trực tuyến ấy. Vào cái chỗ tuyển sinh này, vào cái lớp đây, thực hành trên máy sống để rèn luyện tay nghề và ghi nhớ kiến thức đã học. Thực hành sở bo điều hòa inverter trên 5 loại máy: Pala, Daikin, GABA 2, sản xuất LG, Copper, Daikin nội địa. Khoảng dự kiến là khoảng 1.5 tháng. Nội dung đào tạo đây, điều kiện để tham gia lớp học: học viên học xong các lớp cơ điện lạnh, mạch điện lạnh, điều hòa mô lô, mạch điện lạnh, điều hòa in. Học viên đi học các lớp trên, đi học và ghi chép đầy đủ. Học viên phải vượt qua được bài test kiến thức đã học. Lớp do thầy Xuân Vĩnh dạy hướng dẫn. Học viên sẽ được thực hành lần lượt qua 5 dòng máy, đó là điều hòa inverter của Pala, Daikin, LG, Copper, Daikin nội địa. Mỗi dòng máy học viên sẽ thực hành sửa chữa các bệnh: một là máy không lên đèn báo nguồn, hai là máy báo lỗi quạt lại không chạy hoặc là chạy tắt, ba là máy báo lỗi check ra lỗi giao tiếp, bốn là block không chạy, năm là block chạy ngắt, sáu là block chạy có tải thì ngắt, bảy là block chạy không tăng tốc, tám là quạt lỏng không chạy, chín là hỏng van tiết lưu, các bệnh liên quan đến van tiết lưu, mười là máy báo lỗi lạ. Đấy, kỹ thuật viên tự thực hành phân tích tìm pan, tự phân tích tìm pan, sau đó được phân tích phương pháp sửa chữa, phương pháp lấy ra hiện tượng hỏng. Đứng trước một cái máy hỏng mình phải lấy ra được hiện tượng. Thứ hai là phương pháp xác định nguyên nhân, và thứ ba là các bước để kiểm tra tìm ra khối hay là mạch hỏng, và cuối cùng là các bước phân tích để tìm ra linh kiện cuối cùng hỏng. Kết quả đạt được, học viên sẽ tự tin khi đi xin việc hoặc là mở cửa hàng sửa chữa. Và lớp này được tặng một lớp quay dựng video để làm quảng cáo trên YouTube, Facebook. Ok không? Quay dựng, cắt ghép video làm sao đó để chèn thêm chữ vào. Mình ví dụ mình cầm cái điện thoại mình quay thô đưa lên ấy, thì nó không có cái gì mình thông điệp gì mình đưa vào đúng không? Mình muốn đưa tôi tên là gì, điện thoại là số bao nhiêu, địa chỉ ở đâu, chèn nó vào video. Đúng không? Đó. Biết đâu đấy, biết đâu học xong lại về lại trở thành YouTuber để chất giàu. Để bỏ nghề đi làm YouTuber để chất giàu.